Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đến với kênh Trẻ Em Sài Gòn. Và mình vừa mới xem video Độ Ta Không Độ Nàng của Trấn Thành đang rất là hot. Và hiện tại bây giờ đã hơn 1 triệu view chỉ sau gần 12 giờ quay tung video lên. Vậy thì mình muốn tại sao nó lại hot đến như vậy? Bài Độ Ta Không Độ Nàng đã hot đến nay là được gần 3 tháng rồi. Nhưng mà nhờ video của Trấn Thành và diễn viên trẻ Tuấn Trần thì bài này lại trở lên sốt sình sịch lại gọi là sốt sình sịch luôn các anh chị, quá tuyệt vời. Video của Trấn Thành đã đạt được hơn 1 triệu view rồi cả nhà ơi, rất là hay, cả nhà hãy vào xem nhé. Và video này mình muốn lý giải tại sao bài hát này cứ sốt trong một thời gian rất là dài. Bởi vì có rất nhiều, khi bài hát này ra được giới trẻ đón nhận nhiều đó là bởi vì nó nhuốm màu rất là bi thương và cái câu chuyện rất là thương, rất là tội. Và diễn viên lại cái video về rất là đẹp nữa, video vẽ rất là đẹp. Và thêm cái nữa là Trấn Thành là một người rất là nổi trong chạy đi chờ chi, anh đang rất là hot trong chương trình này. Bây giờ anh làm video này rất là tuyệt vời. Và mình xem xong mình mới nhìn thấy cái thumbnail của video của anh thôi là mình không chần chừ gì hết, mình chạy vào mình xem liền luôn. Và mình xem xong mình thấy rất là thích, bởi vì đây là video của người Việt do Tuấn Trần diễn vai chính. Và khi Tuấn Trần mở lời mời Trấn Thành thu âm bài hát này thì Trấn Thành không ngần ngại gì hết. Anh có chia sẻ trên mạng là để mình đọc cho cả nhà xem nha. Anh chia sẻ là bỏ qua những tranh cãi cá nhân, tôi cảm thấy nội dung bài hát này khá hay, phù hợp với thị hiếu của số đông khán giả. Và tôi cũng nghe thử vài lần rồi, tôi cũng lẩm nhẩm lời bài hát vài lần. Khi được Tuấn Trần mời ngỏ lời mời thu âm, tôi sẵn sàng bước vào phòng thu mà không đắn đo gì cả. Như vậy là Trấn Thành cũng rất thích bài này rồi các anh chị. Và tại sao Trấn Thành nói là bỏ qua những tranh cãi? Bởi vì thời gian gần đây có rất là nhiều tranh cãi là anh tu nhưng mà do là từ bé anh ở trong chùa anh chưa biết gì về giữa Phật giáo và tình yêu thì có rất là nhiều tranh cãi. Ví dụ như là cũng có bạn comment là trời ơi con tu mà yêu tinh cứ ám con hoài sao con tu được, ví dụ vậy. Hoặc là như là bài hát của chị Phương Thanh về cái bài về cũng theo cái lời nhạc Độ Ta Không Độ Nàng nhưng mà cái lời bài hát là khác, thì chị Phương Thanh nói là hãy độ chính nàng đi. Và rất là nhiều tranh cãi. Thì một trong những lý do nó sốt đó là nhuốm màu, câu chuyện tình cảm nhuốm màu bi thương và vẽ rất là đẹp, diễn viên rất là đẹp. Và liên quan tới Phật Pháp gây tranh cãi. Và bây giờ theo Trấn Thành vào thì rất là tuyệt vời. Một MC sinh năm 1987 tuyệt vời. Mình á, là mình sinh năm 1985 là như bằng tuổi với Hari Won, vợ của Trấn Thành. Nhưng mà mình thấy cặp vợ chồng đó quá là giỏi, quá là tuyệt vời. Và nghệ sĩ diễn viên trẻ Tuấn Trần trong video Độ Ta Không Độ Nàng mà do Trấn Thành hát thì anh này cũng chính là một diễn viên trẻ mà đã từng đóng cặp với vợ của Trấn Thành, Hari Won. Cực kỳ ngưỡng mộ cặp vợ chồng của làng giải trí Việt Nam, Trấn Thành và Hari Won. Chúc hai vợ chồng Trấn Thành và Hari Won ngày càng phát triển mạnh mẽ và luôn được yêu thương, luôn ở trong lòng khán thính giả rất yêu thương mình. Và chúc hai vợ chồng nhanh có baby nhé. Và mình cũng chúc luôn diễn viên trẻ Tuấn Trần sẽ gặt hái được nhiều thành công. Mình thấy kênh của Tuấn Trần Official đang rất là tăng view rất là cao, rất là nhanh và lượt người đăng ký cũng rất là nhiều. Mình cũng là một trong những người sẽ đăng ký cho Trấn Thành và Tuấn Trần. Và video của mình đến đây là hết rồi. Cả nhà hãy vào xem ủng hộ video của Tuấn Trần và Trấn Thành nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.